Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những lao động nghèo buộc phải tìm cách về quê trốn dịch. Lựa chọn của họ là bỏ tiền thuê xe tải đông lạnh, nhồi nhét trong thùng để nuôi hy vọng vượt qua các chốt kiểm dịch. Dù nguyện vọng là chính đáng, nhưng cách làm lại nguy hiểm, vi phạm pháp luật. Thông tin trên gây sốc không phải vì chuyện trốn về quê như bao nhiêu trường hợp khác, mà nó khiến người ta rợn người khi liên tưởng đến thảm kịch năm 2019, khi 39 thi thể người Việt được tìm thấy trong container ở Essex, nước Anh. Khoảng 22 giờ tối 12 tháng 9, tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận phát hiện một chiếc xe tải đông lạnh biển kiểm soát 51D38214 đỗ tại khu vực quán cơm MT thuộc xã Tân Đức có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Lê Văn Tuấn, 39 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Nam, khai báo có nhiều mâu thuẫn nên yêu cầu kiểm tra. Bất ngờ phát hiện bên trong thùng xe đông lạnh có 15 người nằm chen chúc cùng hành lý ngổn ngang, trong đó có cả trẻ em. Qua làm việc, tài xế Tuấn khai nhận chở 15 người, có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực từ một xe khách để thông qua chốt kiểm soát với mức giá 700.000 đồng một người. Từ lời khai của Tuấn, lực lượng chức năng xác định có xe khách đang đợi để nhận người nên nhanh chóng truy tìm đón lõng. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện một xe con mang biển kiểm soát 61A31027 đang dừng đỗ tại một cây xăng thuộc địa bàn xã Tân Đức nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, tài xế Ngọ Văn Vũ, 37 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa khai nhận đang đỗ chở xe đông lạnh trên đến chuyển khách. Thậm chí lực lượng chức năng còn tiếp tục phát hiện thêm một xe con mang biển kiểm soát 75A17078 đang đỗ trong khu vực sân bãi khác cũng chờ đón người từ chiếc xe đông lạnh. Người điều khiển chiếc xe này là Nguyễn Ngọc Hùng, 42 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế. Làm việc với lực lượng chức năng, cả hai tài xế Hùng và Vũ thừa nhận chở khách từ các khu vực khác nhau. Khi đến khu vực bến xe Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cả hai liên hệ với tài xế xe tải đông lạnh Lê Văn Tuấn để chuyển khách lên thùng xe đông lạnh nhằm thông chốt. Sau đó, Tuấn đã dùng xe tải chuyển khách qua nhiều chốt kiểm soát, nhưng đến khu vực chốt kiểm soát Tân Đức thì bị phát hiện. Lực lượng chức năng Tân Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên về vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Ba tài xế được yêu cầu chuyển hướng quay về Đồng Nai. Riêng tài xế Nguyễn Ngọc Hùng, lực lượng chức năng tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không có giấy phép lái xe và tạm giữ ô tô này để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, ông rất đau xót khi xem clip quay cảnh người dân ngồi trong thùng xe đông lạnh để trốn qua chốt. Vị này nói, tôi đã chỉ đạo trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân và Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân trước mắt bố trí nơi ăn ở, đồng thời tuyên truyền cho họ biết việc chọn cách trốn về như vậy là sai. Tuy nhiên, những người dân này đang gặp hoạn nạn, họ muốn về quê tránh dịch nhưng không còn chọn lựa nào khác nên buộc họ quay về nơi xuất phát. Việc này vô tình đẩy họ vào khó khăn chồng chất hơn. Vì vậy, tỉnh Bình Thuận sẽ vận động phương tiện và đề nghị các tỉnh tiếp nhận để tổ chức đưa họ về quê cách ly theo quy định. Theo danh sách của trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân, trong số 15 người bị phát hiện trong thùng xe đông lạnh biển số 51D38214 lưu thông từ Đồng Nai ra Bình Thuận, có 3 người về quê Nghệ An, 7 người về Hà Tĩnh và 5 người về Quảng Trị. Chuyên gia tâm lý tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, nguyên chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, việc 15 người trốn trong thùng đông lạnh xe tải để về quê là hành động vi phạm các quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Những người này bất chấp quy định trốn trong thùng xe đông lạnh để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 là hành động sai trái. Có thể họ không biết hành động của mình là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự nếu chẳng may trong số những người này làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, dịch bệnh kéo dài đã khiến cho nhiều người lao động mất việc làm không có nguồn thu nhập. Các thành phố, trung tâm thương mại đóng cửa, thực hiện giãn cách xã hội khiến cho kinh tế bị đình trệ. Để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, chúng ta thực hiện biện pháp cách ly xã hội đối với những vùng đang có dịch theo chỉ thị 16, ai ở đâu thì ở yên đó. Nhưng đa phần các lao động thất nghiệp đều là người từ những địa phương khác lên thành phố làm ăn sinh sống. Họ phải ở trong các khu nhà trọ và đóng tiền nhà, điện, nước, sinh hoạt mỗi tháng. Bình thường, thu nhập của họ cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày, có dư giả cũng không đáng là bao nhiêu. Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, công nhân, lao động tự do mất việc làm, không có nguồn thu nhập. Họ lại không được phép về quê, trong khi các khoản tiền phí kia vẫn phải đóng. Mặc dù chính phủ đã đưa ra những biện pháp hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng khoản hỗ trợ này cũng chỉ có thể giúp họ cầm cự được thêm vài ngày mà thôi. Tại các tỉnh phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 được khoảng 3 tháng nay và dự kiến sẽ tiếp tục giãn cách ít nhất là đến hết tháng 9. Nhiều người đã cố gắng cầm cự qua đợt giãn cách thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, với hy vọng dịch bệnh sẽ đi qua và họ có thể tiếp tục đi làm. Nhưng rồi mỗi ngày đều có hàng chục nghìn ca mắc mới,
họ không còn cầm cự được lâu hơn nữa để tìm mọi cách trở về quê dù vi phạm các quy định phòng dịch. Có thể họ biết hành động của mình là vi phạm pháp luật, nhưng không còn cách nào khác họ mới phải làm vậy. Thực tế họ đã quá khốn khổ, chịu đựng quá nhiều khi mất việc làm 2-3 tháng nay. Hơn nữa, nhiều địa phương thực hiện các chỉ đạo biện pháp một cách cứng nhắc, không linh hoạt, không phù hợp với tình hình thực tiễn nên gây rất nhiều khó khăn cho người lao động. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm nhận định và cho rằng hành động của nhóm người trên cũng là do hoàn cảnh ép buộc và cũng là bài học để chúng ta xem lại cách thức thực hiện chống dịch của một số địa phương xem đã phù hợp hay chưa. Trong thời gian qua, một số lái xe vẫn móc nối chở người từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh vùng dịch về quê, thu mỗi người khoảng từ 7-10 triệu đồng tùy theo địa phương nơi đến. Cụ thể như có một nhóm 4 người bị phát hiện khi nằm trong thùng xe cẩu để thông chốt ở Bình Thuận ngày 8 tháng 9. Những người này khai nhận đã thuê xe 7 chỗ từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An với giá 10 triệu đồng một người. Nhưng trốn trong thùng xe cẩu chưa ấn tượng, dám ngồi trong thùng đông lạnh mới gan. Thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp, giao cái mạng của mình cho người vận chuyển. Qua nhiều vụ, công an phát hiện người trốn bằng nhiều cách để qua chốt kiểm tra tại các địa phương, cho thấy hàng ngày vẫn có nhiều người từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai về quê bằng các xe khách. Tài xế xe khách đưa đến các chốt kiểm soát thì liên lạc để thuê các loại xe cẩu, xe đông lạnh hóa trang để thông chốt. Có nghĩa là có đường dây kết nối làm ăn, ăn chia ở các tuyến, các địa phương. Nhưng đầu tiên phải tính đến trách nhiệm quản lý người và phương tiện ra vào của các địa phương vùng dịch. Trước đây là lợi dụng các đoàn xe từ thiện, chuyến xe không đồng. Nay thì bằng cách gì mà qua mắt cảnh sát giao thông địa phương, nơi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, ai ở đâu ở yên đó. Về phía những người trốn trên xe đông lạnh để thông chốt, rõ ràng họ đã vi phạm các quy định về phòng chống dịch, không chấp hành ở yên một chỗ. Nhưng thực tế trên cũng đặt ra yêu cầu cấp bách, đó là dập dịch càng nhanh, có thêm được nhiều vùng an toàn để người dân quay trở lại với đời sống sinh hoạt thì sẽ không còn cảnh trốn về quê trong thùng xe đông lạnh. Những người dân muốn sớm được trở lại cuộc sống bình thường, buôn bán làm ăn hay vào nhà máy thì phải cố gắng chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Nếu ai cũng tự tung tự tác để dịch bệnh lây lan thì khổ cực kéo dài. Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 phải quản lý, kiểm soát người dân chặt chẽ, không thể để cho những chuyến xe chở người từ vùng dịch về quê tự do. Trong sự việc trên, nhiều người thắc mắc hành vi vận chuyển người bằng xe đông lạnh qua chốt kiểm soát giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành. Luật sư Nguyễn Kiều Trang, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, do tài xế và những người ngồi trong xe đông lạnh đều có giấy xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính còn hiệu lực, nên những người này được coi là tạm thời không mắc bệnh. Mặt khác, hành vi này chưa để lại hậu quả nghiêm trọng là làm lây lan dịch cho cộng đồng nên không vi phạm pháp luật hình sự. Hành vi vận chuyển người qua chốt kiểm dịch của tài xế và hành vi di chuyển qua chốt kiểm dịch của những người ngồi trên xe tải có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định 117 ban hành vào ngày 28 tháng 9 năm 2020 với mức phạt tiền mỗi người từ 5 đến 10 triệu đồng về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Bên cạnh đó, hành vi của những người ngồi trong xe đông lạnh tiếp xúc sát nhau, không giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo cũng có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng về lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Do đó, căn cứ vào hoàn cảnh, động cơ, mục đích, hành vi vi phạm cụ thể để cơ quan chức năng xem xét lựa chọn chế tài xử phạt cho phù hợp.